Bây giờ là quý vị các bạn và tôi là Đạt Xe Tải đây. Thì thời điểm này dường như là cho chúng ta ai cũng mong muốn được về với gia đình ăn bữa cơm tất niên, đúng không ạ? Nhưng mỗi người, mỗi nghề. Cho nên là không sao cả, nếu năm nay chúng ta không được về quê ăn Tết, chúng ta sẽ nỗ lực hơn trong năm tới sẽ được ăn cái Tết đoàn viên tuyệt vời và hạnh phúc hơn. Đơn giản thì cuộc sống của chúng ta kiếm tiền để phục vụ phong cách sống, cuộc sống của chúng ta, làm cho bản thân và gia đình mình hạnh phúc hơn. Vừa rồi thì em cũng mới về với chiếc Kia K3000 mà giá nó cũng hợp lý thôi, giá cũng rẻ đấy, tầm hơn trăm một chút. Thì chiếc xe này để mà dành cho anh em nào mới bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp, và để trả lời cho cái câu hỏi mà xe đời thấp mà máy nó còn tốt không, đi nó có được hay không, thì em xin trả lời tất cả quý vị và các bạn, đó là những chiếc xe đời thấp chúng ta mà biết chọn thì đi nó rất là tốt và nó phù hợp với lại cái nhu cầu công việc của mình và công việc của mình, cũng như là tối ưu được cái lợi suất kinh tế của mình đang làm. Thì để phân tích cái điều này nó rõ hơn thì em xin được chia sẻ cái quan điểm dưới góc độ của em nó như sau. Nó có thể đúng, nó có thể sai, thì rất là mong anh em có thể biết nhiều hơn, có thể bình luận phía bên dưới để chúng ta có được một cái tầm hiểu biết, một cái kiến thức nó sâu chuỗi và tuyệt vời hơn, để những người mà mới bắt đầu công việc khởi nghiệp để chọn một chiếc xe nó đúng nhu cầu. Thì mỗi chiếc xe mà Kia K3000 tốt và mỗi chiếc xe mới bắt đầu thì chúng ta chọn một chiếc xe như thế nào cho phù hợp? Thì đầu tiên tất nhiên rồi, đó là cái nhu cầu công việc. Thì mua xe đầu tiên anh em phải xác định được cái nhu cầu công việc nó là gì. Mỗi chiếc xe, ví dụ xe này là xe chạy nhíp và thùng dài 3m4, tức là nó có ý nghĩa, cái lợi ích của nó đó là cõng hàng tốt từ 2 tấn đến 3 tấn và chở hàng ở những khu vực đường đèo, nếu chở đúng tải nó là 1,4 tấn. Đấy, chúng ta phải xác định công việc đấy, chở nặng thì chúng ta dùng K3000, chở nhẹ hơn, đi đường ngắn hơn thì chúng ta dùng K2007 thôi. Tầm tiền nào thì xe như thế và nhu cầu nào thì chúng ta dùng xe như vậy sẽ tốt hơn, tránh trường hợp đó là chúng ta chỉ có 100 triệu và chúng ta đi vay mượn mua thêm những xe đời cao như đời 2016, 2017 mà về công việc nó cũng chưa đâu vào đâu, chưa xác định nguồn hàng rõ ràng, sau đó 1, 2 tháng, 3 tháng giống như tôi ngày trước cũng lại phải bán xe đi, nó rất là phí, mất tiền, mất của, mất thời gian, mất công việc. Đó, tránh những trường hợp như thế. Đúng không ạ? Cho nên là đối với chiếc xe Kia K3000 này, chúng ta phải lưu tâm những cái điều nào để chọn một xe tốt. Đầu tiên đó là phần cabin này. Tất cả phần cabin thì đối với dòng xe K3000, nếu mà tầm xe hơn 100 triệu, chiếc xe này tôi đang bán là 120 triệu bạn nhé, 120 triệu. Thì cái phần tem này, đây là phần tem nhập khẩu nguyên chiếc thì nó mới có phần tem như thế này. Đây, đây là tem Frontier. Thì đời nó chỉ là từ 2001, 2002, 2003, hết 2004 là hết nhập khẩu rồi. Đấy. Và nhiều người anh em bảo là xe đời này nó còn sơn zin hay không, sơn zin hay không chưa quan trọng, sơn mới càng tốt. Quan trọng là nó không đâm va thì cái lớp sơn của nó rất là mỏng và nó rất là đẹp. Còn nếu mà đâm va rồi thì họ phải bả matit, họ phải làm lại, họ phải gò lại, họ phải bả vào. Mà cái trình độ mà bả matit nó không đẹp ấy thì nó gây nên hiện tượng nó là sơn vào nó lồi, nó lõm và nó dày sơn, nhìn nó rất là xấu. Đó. Tiếp theo khi chúng ta mở cửa ra thì chúng ta xem keo chỉ tất cả cánh cửa bên trái và bên phải, và tất cả những phần bậc lên xuống này nó không có hiện tượng là mối mọt nó quá nhiều. Đấy, phần tất cả cột này, đây phần cột này nó còn nguyên keo, đây nguyên keo này. Đấy, tức là một chiếc xe mà nó còn đi nó ổn định. Đấy, thì bạn biết vì sao tôi tập trung vào phần cabin, đó là phần gần như cái ngôi nhà thứ hai của mình. Một chiếc xe mà có phần cabin nó tốt mà nó không bị đâm chạm ấy, tại vì phần đầu nó phần dễ bị va chạm đầu tiên nhất, nó va chạm nặng ấy, người ta còn phải thay cả cabin. Đấy, nếu mà chiếc xe cabin của chúng ta bị đâm đụng rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra khi những người thân của chúng ta ngồi trên khoang cabin, chúng ta đi trên một chuyến đường dài với những khối lượng hàng hóa nó rất là nhiều bên trong, đi rất là nguy hiểm. Đấy, chúng ta không nghĩ cho mình, nghĩ cho những người thân bên cạnh mình, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta mua xe không đâm đụng va chạm, đặc biệt là những xe đời thấp thì nó sẽ tốt, nó an toàn hơn, chứ không phải tốt hơn, nó an toàn hơn. Tiếp theo là những chiếc xe K3000 đời thấp như này thì những phần thùng, nếu tìm được những chiếc xe thùng nó còn tốt thì về chúng ta đỡ phải sử dụng, đỡ phải nâng cấp lên nhiều. Đấy. Tiếp theo này, đây phần thùng tốt là thùng như nào? Phần thùng tốt đó là những phần xe mà nó có lót sàn sẵn rồi, nó có sát lót sàn trên và lót sàn dưới. Thì phần sàn dưới là phần sàn sóng, mà dường như nếu mà những xe như chiếc xe này sàn sóng nguyên zin đấy, bạn có thể thấy là đây này, tất cả phần sơn nó còn nguyên này. Đây này.
không bị mọt nhạt gì cả. Đây là những cái vết mà qua thời gian thôi. Qua thời gian, cái phần sắt xi nó không bị gãy rạp. Và đặc biệt bạn phải xem kỹ phần sắt xi này. Những chiếc xe phần sắt xi này. Đấy, những cái phần lỗ lỗ này nếu mà bị gãy, phần lỗ lỗ này nó biểu hiện rõ nhất. Thì chúng ta phải xem kỹ hơn. Thì đó là những xe mà còn ổn định. Đấy, phần sàn bên trên cũng đây. Thế, phần sàn bên trên thì chúng ta thường thì những cái dòng nhập khẩu này nó sàn một miếng thì chúng ta có thể xem sàn bên trên này. Đấy, cái phần sàn bạn nhìn này, những chiếc xe mà đã được trang bị sàn trên và sàn dưới này thì thực ra chúng ta về chúng ta ít phải đầu tư hơn. Tại vì khi mua một chiếc xe khởi nghiệp thì cái vấn đề tài chính là cái vấn đề vô cùng quan trọng. Sau khi xác định được nhu cầu rồi, xác định được tài chính rồi thì đó là thời điểm mua xe. Thời điểm mua xe cũng khá quan trọng. Khi nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Cho nên là không phải thời điểm mua xe cuối năm hay đầu năm, quan trọng là thời điểm mua xe phù hợp với lại cơ hội của bạn. Nó có đến đúng lúc hay không, quyết định sớm được ngày nào thì chúng ta có thêm một cơ hội này nữa. Bạn phải biết, cần một biết một cái điều trong quá trình sử dụng. Trước khi buôn xe tôi cũng là một người đi mua xe với bạn mà thôi. Thì xe nó chỉ là công cụ, nó chiếm 10%. Quan trọng hơn đó là cái cách sử dụng xe của bạn như thế nào, cái chiến lược của bạn ra làm sao thì chiếc xe đấy nó mới ra tiền được. Xe nó là công cụ, còn đâu là 10% nữa kiến thức và 80% nó ở cái chiến lược, cái tư duy của bạn nó có đúng hay không. Thì đó là cái điều mà tôi chia sẻ với bạn trong video clip này. Và rất là mong tất cả quý vị và các bạn có thể góp ý cũng như là bổ sung thêm những cái bình luận ở phía bên dưới, những câu hỏi phía bên dưới để tôi có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn. Nếu bạn ở xa thì tôi hoàn toàn có thể tư vấn giúp bạn kiểm tra và định giá xe miễn phí trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng cho đến lúc 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến lúc 7 giờ tối. Ngoài khoảng thời gian đấy ra thì tôi cứ tìm kiếm tôi qua Facebook, Zalo, TikTok hay là Instagram, qua đặt xe tải. Và tôi có một cái hội nhóm, tôi mới lập một cái hội nhóm các bạn ạ. Một cái hội nhóm đó là hội bạn hữu yêu xe Kia K2007, K3000, K165, K190, K140. Thì đó là cái nhóm mà anh em từ Bắc và Nam hoàn toàn có thể hỗ trợ nhau tất cả những cái lĩnh vực về xe Kia. Thì bạn hãy tham gia vào nhóm đấy, đường link tôi để bên dưới phần mô tả. Thì bạn join vào cái nhóm đấy, tôi hỗ trợ bạn được chi tiết và tất cả các anh em bạn bè hỗ trợ bạn được chi tiết và mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui và thành công đột phá trong năm 2020. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đa Xe Tải vào ngày mai. Oh, 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 oh,